Thai đã được hơn 9 tuần rồi. Mọi thứ vẫn ổn. Chị nhớ lần sau tái khám để làm một số xét nghiệm quan trọng cho đầu thai kỳ nha. Cảm ơn bác sĩ. Làm gì á? Chẳng có tôi coi. No. Thai 9 tuần tuổi, tim thai khỏe, ổn. Anh làm gì ở đây vậy? Tôi tới thăm em. Thăm con tôi luôn không được hả? Không, con nào là của anh. Tôi nói rồi, đây là con của tôi và anh Nam, không liên quan gì tới anh hết á. Con của em với thằng Nam. Coi bộ con gà mái đó nhiều con dữ ha. Con em, con Trang. Đáng lầu ba. Ok, tạm thời sẽ là như vậy đi. Còn chuyện sau này tính sao nha. Có thể nó là con của anh đó. Tôi đã nói rồi, anh không được gặp tôi ở chỗ đông người. Tất cả mọi chuyện là do em ép anh, đúng không? Gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời. Mai Lan, định trốn anh hả? Định trốn thằng Vinh này à? Bỏ cái ý định đó trong đầu đi nha. Em không thoát được tôi đâu. Thế là anh nhắc cho em nhớ nè, anh với em đang cùng hội cùng thuyền đó. Kiếm chuyện với anh là anh lật thuyền chết chùm. Mấy hôm nay tôi có nhiều chuyện bận, cho nên chưa gặp anh được. Ok, vậy giờ vô thẳng vấn đề. Tôi đang cần tiền, chuyển liền cho tôi 500 triệu. Cái gì? Sao? Không chịu hả? Tôi có thể la lớn lên được. Được, tôi sẽ chuyển cho anh hết số tiền còn lại nếu như anh làm xong chuyện này. Để làm gì? Tôi cần chứng minh bé Táo không phải là con trai của anh Nam. Lấy cho tôi một ít mẫu thử tóc và móng tay, bỏ vào cái túi này. Xong sau đó tới khoa xét nghiệm gặp một người. Nhớ, gấp và kín. Được thôi, chỉ cần có tiền, em muốn cái gì cũng được. Thằng Vinh là chiều hết. Muốn cái gì nữa? Có thai, xét nghiệm ADN. Ủa phải khu này không ta? Bữa nghe ông nói mà tự nhiên sao không tập trung lớn ngớ, quên mất cha nó. Hay quá trời. Anh công nhận là hai cha con em giỏi thiệt. Kiếm tiền giỏi lắm luôn á. Nhất là em. Anh nể em lắm Trang Phạm à. À không, anh nể em lắm Mén à. Chứ... Dạ, con chào ba. Thằng Cốt, mày tới đây làm cái gì? Mày biến ra khỏi nhà tao, mày đi liền cho tao. Hai cha con sao vậy? Tôi tới tôi thăm con của tôi thôi mà. Ai là con của mày? Mày biến ra khỏi đây. Mày mà không đi, tao giết mày đó. Trang! Đi đâu? Mày mà không đi, tao giết mày đó! Trang! Nhanh lên! Mày đi ra khỏi nhà tao! Bình tĩnh con! Nhanh! Có ba ở đây, con bình tĩnh! Đưa dao cho ba! Mày đòi giết tao hả mày? Mày đủ bản lãnh để làm điều đó không? Mà hai cha con mày sao á? Thả lỏng ra được không? Căng thẳng quá à! Tao nói rồi, mục đích tao tới đây là để thăm con tao. Không lẽ giờ tao thăm con mày cũng làm khó tao nữa hả? Thằng khốn! Mày biến đi! Đừng có đến đây làm phiền cha con tao nữa! Ngon! Nói chuyện hay quá thằng già! Rất là mạnh miệng! Mày nói với tao câu này biết bao nhiêu lần rồi. Mẹ! Tao sẽ chứng minh cho mọi người biết con của mày cũng là con của tao. Giờ tao tin chắc là thằng Nam á, nó sẽ tin tao. Nó tin điều đó là sự thật. Tại vì sao? Tao có quá nhiều bằng chứng. Mày là vợ của tao nè. Những tấm hình ảnh mà tao với mày đã từng ân ái với nhau nè. Hai đứa hạnh phúc với nhau. Thì chắc chắn nó phải tin con của mày là con của tao rồi. À, cái điều mà chính xác nhất hiện tại bây giờ là tại sao nó để mày ở đây. Nó bỏ mày rồi. Nó đâu quan tâm gì tới mày nữa đâu men. Đúng không? Con để tao. Mày để tao yên đi. Mày đừng làm phiền đến cuộc sống của tao nữa. Mày đừng. Mày biết đi. Biết ra khỏi đây này. Mày biết ra khỏi đây này. Biết ra khỏi đây này. Biết ra khỏi đây này. Mày khốn nạn. Mày làm phiền cha con tao nữa chứ nào nữa. Ê, thằng già sao mày chửi tao hoài vậy? Đáng lẽ mày phải ngọt ngào, mày thương yêu tao để tao gọi mày là ba vợ chứ. Ai là cha của mày? Tôi yêu cầu cậu ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ báo công an đó. Nhìn mặt tôi sợ không? Tôi sợ tôi đâu có mặt ở đây đâu. Bà ngồi suy đi nghĩ lại tôi thấy bà hay ha. Tấm lòng của bà rất là cao thượng. Bà rộng lượng lắm luôn á. Bà chấp nhận để con trai của mình lấy một đứa con gái đã có chồng. Mà chồng của nó là ai? Là cái thằng đang ngồi trước mặt bà nè. Bà chấp nhận con riêng của nó làm cháu nội của bà luôn. Hay thiệt. Cậu không cần phải nhiều lời. Tôi tin con Trang. Tôi tin bé Táo là con của Bảo Nam, là cháu nội của tôi. Tôi sẽ nhờ luật sư kiện cậu cái tội là vu khống nhục mạ người khác. Kể cả những người đứng sau lưng cậu cũng sẽ phải chịu tội. Hay quá trời. Dân ăn học nói chuyện có khác ta. Ok, tôi sẽ ra khỏi chỗ này. Bà chờ đi, tôi sẽ chứng minh cho mọi người biết nó là con của tôi. Giờ tôi biết bà cũng đang rất mong điều đó đúng không? Bà rất mong chờ điều đó là sự thật. Kết quả gì? Không có gì đâu anh, yên tâm đi. Tôi không dễ dàng tin lời nói của hạng người này đâu. Bây giờ tôi sẽ cùng với anh để mà đối phó với tụi này. Chúng ta không thể nào mà dùng miệng được nữa, phải dùng tới luật pháp. Có như vậy thì Trang với bé Táo mới được an toàn. Cảm ơn chị đã hiểu cho cha con tôi. Tôi nhờ chị chăm sóc bé Táo giùm. Tôi phải đi tìm con Trang mới được. Anh đi đi.